lên đĩa trước cho Seaworld ngày 19 Tết tại tiệm xe khách. Lắp ráp xong rồi nha. Đây, cục mới heo mới luôn nha. Anh em nào muốn lên thắng đĩa trước, thắng đĩa sau, làm nồi, làm máy, sơn xe, dàn kiển cứ qua tiệm xe Khánh nha. Bao xài ok cho anh em ha. Đây lên bộ của Malai, giá rẻ anh em ha, xài bền. Anh em ở xa có thể liên hệ Khánh để gửi xe không mua hàng. Số điện thoại Khánh 0389910535. Đây chiếc này là làm đầu tiên nha nè. Năm 2021 ha. Lên full heo đĩa. Thời gian lắp ráp thì 1 tiếng là xong rồi nha nè. 1 tiếng xong ha. À, cảm ơn anh em. Chúc anh em một năm mới vạn sự như ý ha. Đây, chào tất cả anh em.